chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm được một chiếc vòng trang trí hình trái tim như thế này nhé các bạn. Chiếc vòng này của mình thì được nối bởi 10 hình trái tim với 5 màu sắc rất là đẹp như thế này. Và hãy cùng mình làm chiếc vòng trang trí này nhé. Ghi vào. Ok, tiếp theo một màu xanh lá cây nữa nhé. Quấn nó vào. Rồi, sau đó mình ghi lại. Tiếp theo sẽ là màu vàng nhé. Màu vàng nhạt này. Ghi màu vàng. Các bước làm thì nó tương tự nhau từ không các bạn, nó không có gì khó cả. Rất là đơn giản thôi. Ghi vào. Mình còn hai màu nữa thôi nhé. Cái trái tim của mình sẽ có rất là nhiều màu sắc. Sau khi mình sẽ ghi xong thì mình sẽ dán nó vào. Dán nó vào những cái dán nó vào thành một vòng. Và nó sẽ xen kẽ cái màu của trái tim nọ với màu của trái tim kia thì nó sẽ rất là đẹp đấy các bạn. Rồi lốt cái phần màu vàng nhạt này nhé. Đây mình sẽ quấn nốt nó vào như này. Rồi sau đó mình bấm ghim vào. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành, mình sẽ dán những cái hình trái tim này vào như các bạn, dán xung quanh nó vào với nhau nhé, để nó tạo thành một cái vòng, một cái vòng tròn trang trí hình trái tim nhé. Đây mình sẽ để như này để mình căn cái vòng của mình nhé các bạn. Đây mình sẽ xem là nó sẽ lệch màu một chút này, màu xanh, màu đỏ, màu xanh. Đây, đây sẽ là cái vòng tròn trái tim trang trí của mình nhé. Mình sẽ để nó ở đây đã để cho các bạn hình dung được nhé. Đây, đây sẽ là cái vòng tròn của mình. Sau đó thì mình sẽ tiến hành dán nó vào với nhau nhé các bạn. Đây, mình sẽ dán nó, dán cái phần thân này vào trước nhé. Đây là phần màu vàng với màu cam này. Tiếp theo, màu cam với màu xanh nước biển này. Tiếp theo là màu xanh nước biển với màu đỏ này. Xanh nước biển với đỏ nha. Các bạn sẽ dán keo vào giữa cái hình trái tim đấy các bạn. Hơi một cái phần này mình đang dán hơi bị lệch bên trên rồi. Rồi tiếp theo cái phần màu xanh lá cây với màu đỏ. Tiếp theo là xanh lá cây với xanh dương này, màu cam này, màu cam với xanh dương này. Các bạn sẽ dán nó đều vào nhé. Được, mình sẽ để lại một chút như này. Rồi tiếp theo là màu vàng và màu cam. Vàng và màu cam này. Dán nó lại, các bạn vẫn sẽ để nguyên cái vị trí này để cho cái phần keo của mình nó đã khô, nó khô nhé các bạn. Tiếp theo là màu xanh lá cây với màu vàng này. Mình sẽ phải chỉnh lại để cho nó tròn một chút, bởi vì cái phần này mình đã dán bị lệch mất rồi. Cái phần trên mình đã bị dán lệch cái phần thân của nó mất rồi. Tiếp theo sẽ là cái phần màu xanh lá cây và màu đỏ nhé. Xanh lá cây với đỏ này. Tiếp theo sẽ là đỏ và vàng. Đây, mình sẽ điều chỉnh làm một chút cho nó tròn nhé. Rồi, sau khi có được cái phần mà vòng tròn như này rồi thì mình sẽ sử dụng thêm một cái phần màu hồng đi các bạn. Mình sẽ sử dụng một tờ giấy màu hồng như này. Mình sẽ cắt nó thành một cái đường như này để làm cái phần dây nhé. Phần dây thì mình có thể treo nó lên nhé. Phần màu hồng này. Đây mình sẽ sử dụng màu hồng để cho nó không trùng với một cái màu nào khác ở trong cái dây, cái phần hình tròn trang trí hình trái tim của mình nhé. Đây mình sẽ dán cái phần màu hồng vào đây nhé các bạn. Mình sẽ dán keo vào đây. Dán keo vào đây. Sau đó mình sẽ dán vào giữa cái phần màu xanh và màu cam như này. Tiếp theo cái vòng bên này thì mình sẽ dán vào giữa cái phần màu đỏ và màu xanh lá cây nhé. Đây nhé các bạn, mình sẽ dán nó vào giữa đây. Rồi mình sẽ đợi một lúc để cho nó khô này. Sau đó thì các bạn có thể cầm cái, đây cầm cái dây hình trái tim của mình như này nhé. Cầm nó lên này và các bạn có thể đóng đinh vào cái tường của mình và sau đó mình sẽ treo cái dây này lên. Treo cái dây này lên thì trông nó cũng sẽ rất là đẹp nhé các bạn. Hình trái tim của mình sẽ có cái vòng của mình sẽ có 10 hình trái tim này và sẽ có
5 màu nha các bạn, 5 màu khác nhau như này. Đây, trông rất là đẹp đúng không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình làm cái phần vòng trang trí này, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé.